Trẻ 92 tuổi này không phải là người bình thường. Nếu bất kỳ ai khiến chúng bực mình thì đôi mắt của chúng sẽ phát sáng lên màu xanh đỏ. Người đó sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát và đi bán muối ngay lập tức. Tuy không phải là những đứa bé ngoan nhưng chúng cũng có nguyên tắc. Nếu bạn đã xem video này thì chúng sẽ bảo vệ bạn. Tiểu Kiều đang nấu cơm trong bếp, đột nhiên đứa bé làm rơi chiếc bát xuống đất. Cô tiến lại gần và mắng nó mấy câu. Không ngờ rằng giây tiếp theo mắt đứa bé chuyển sang màu xanh lục. Toàn bộ cơ thể của Tiểu Kiều trở nên mất kiểm soát hoàn toàn. Rồi đột nhiên cô đưa cả cánh tay mình vào nồi canh đang sôi sùng sục. May mắn thay, người bạn của cô ấy đã tới kịp và cứu cô. Một ông lão đang chạy xe nhưng suýt chút nữa ông ấy đã tông phải một bé gái băng qua đường. Ông ta vô cùng sợ hãi và bước xuống xe hỏi han xem đứa bé có bị sao không, nhưng không hề biết đây chính là âm mưu của lũ trẻ. Đột nhiên mắt của hai bé gái chuyển sang màu đỏ. Ông già hoàn toàn đã bị điều khiển tâm trí. Ông ta liền lên xe nhấn mạnh chân ga lao thẳng vào bể chứa dầu rồi nổ tung. Vậy nếu gặp những đứa trẻ này bạn sẽ làm gì?